Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mr. Zero, mình là Mỹ Uyên. Khi các cầu thủ mất kiểm soát tần cả đồng đội. Gần đây, tiền đạo Son Heung-min và đội trưởng Hugo Lloris của Tottenham đã có những xô xát ngay trong trận đấu với Everton vòng 33 Ngoại hạng Anh. Tình huống xảy ra khi hiệp 1 trận Tottenham đấu với Everton vừa khép lại. Khi Son Heung-min đang tiến về đường hầm thì thủ môn Lloris đuổi theo và quát mắng người đồng đội. Son cũng không phải dạng vừa lập tức tỏ thái độ bực tức như muốn lao vào đánh nhau với đội trưởng của mình. Rất may không có ẩu đả xảy ra khi các đồng đội của Tottenham đã kịp thời ngăn cản hai cái đầu nóng. Đáng chú ý, sự việc kể trên diễn ra ngay trước mắt huấn luyện viên Jose Mourinho. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha chứng kiến toàn bộ nhưng không phản ứng gì. Cùng điểm lại khi các cầu thủ mất kiểm soát tần cả đồng đội nhé. Nếu thấy video hay, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Zero 7 ơi, các bạn hãy nhanh tay đăng ký vào đường link được đặt ở dưới phần mô tả để sở hữu ngay cho mình một chiếc áo siêu phẩm nhé. Trong bóng đá, những va chạm là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, nếu như là đồng đội cùng sát cánh với nhau mà lại không thể nhún nhường thì quả thực không có gì đáng xấu hổ hơn. Thậm chí có không ít những cầu thủ còn sẵn sàng động chân động tay tấn luôn đồng đội của mình ngay trên sân trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả. Và bây giờ hãy cùng điểm lại những vụ gà cùng một mẹ cứ hoài đá nhau bê bối và tai tiếng nhất trong lịch sử túc cầu. Một sự cố không hay đã xảy ra trong trận đấu giữa Inter Milan và Juventus hồi năm 2015 giữa hai cầu thủ Mauro Icardi và Pablo Osvaldo. Pablo Osvaldo với khuôn mặt hầm hầm tức giận đòi lao vào tấn đồng đội Icardi kèm theo những lời chửi rủa. Sau trận đấu, Icardi đã giải thích nguyên nhân khiến Osvaldo giận dỗi. Inter đã có cơ hội nâng tỷ số ở phút 86. Tuy nhiên, thay vì phối hợp với Osvaldo đang có vị trí thuận lợi ở vòng cấm địa của đối thủ, Icardi lại chọn phương án sút xa. Chính quyết định này của Icardi đã khiến người đồng đội nổi giận. Bản thân tiền đạo sinh năm 1993 cũng thừa nhận rằng đáng ra anh nên có lựa chọn ít ích kỷ hơn trong tình huống đó. Ở vòng 33 Ngoại hạng Anh mới đây, Tottenham đồng đội Everton trên sân nhà. Và tình huống đáng chú ý nhất của trận đấu này là pha tranh cãi giữa thủ thành Hugo Lloris với tiền đạo Son Heung-min khi cả hai đi vào đường hầm trong giờ nghỉ giải lao. Cụ thể, thủ thành Hugo Lloris đã tiến thẳng đến chỗ Son và có lời nói gay gắt. Tiền đạo người Hàn Quốc tỏ ra tức giận và suýt nữa tận nhau với thủ môn người Pháp nếu như không có sự can thiệp kịp thời từ các đồng đội Lo Celso và Harry Winks. Trong trận đấu với Everton năm 1993, giận dữ với đội nhà Liverpool bị đại kình địch khi ấy chọc thủng lưới sau một cú phá bóng nửa vời của Matt Manaman. Thủ thành Rob Bellaa, một trong số ít cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của Liverpool khi ấy, đã nặng lời mắng nhiếc người đồng đội. Tiền vệ người Anh cũng không phải vừa, anh lớn tiếng cãi lại, chỉ chờ có thế, đàn anh người Zimbabwe đã sẵn sổ lao đến bóp họng đồng đội. Mọi việc chỉ không trở nên nghiêm trọng nhờ Matt Manaman thấy rằng ngừng ấy là quá đủ, vùng ra và đi khỏi vùng chiến sự. Sau sự cố đó, cả hai cầu thủ vẫn tiếp tục thi đấu. Màn ẩu đả giữa Lee Boyer và Kier Rondier hồi năm 2005 được biết đến như vụ nội chiến ô nhục nhất trong lịch sử bóng đá bởi nó diễn ra trước sự chứng kiến của hàng vạn cổ động viên trên sân St James Park, chưa kể gấp nhiều lần con số đó qua truyền hình.
trong bối cảnh chủ nhà Newcastle đang bị Aston Villa dẫn trước với tỷ số 3-0. Dier và Boyer đột nhiên lao vào nhau, đấm nhau túi bụi y hệt hai võ sĩ quyền Anh. Nguyên nhân là do Dier từ chối chuyền bóng cho Boyer. Hệ quả sau màn gà nhà đá nhau này, cả hai cùng nhận thẻ đỏ và Newcastle chỉ còn 9 người trên sân. Do bị Philip Lam vào bóng khá quyết liệt từ phía sau trong một buổi tập ở Bayern hồi năm 2010, Arjen Robben đã không giữ được bình tĩnh và quay lại đòi tẩn nhau với đồng đội. Rất may đội phó của Bayern khi ấy tỏ ra hết sức bình tĩnh, mặc dù tiền vệ người Hà Lan đã túm cổ và đẩy anh ngã. Những cầu thủ khác của Bayern nhanh chóng có mặt và kéo hai người ra ngoài. Dường như vì chấn thương luôn là nỗi ám ảnh của Robben nên anh rất dị ứng với những cú vào bóng như vậy. Tình huống hy hữu này đã xảy ra ở cuối trận thua với tỷ số 1-2 của Preston North End trước Sheffield Wednesday hồi tháng 12 năm 2016. Không rõ Jermaine Bedford và Ndoye đã mâu thuẫn gì mà cả hai sau đó đã lao vào nhau ẩu đả ngay trước khán giả cũng như cầu thủ hai đội. Rất may là cầu thủ hai bên đã kịp lao vào can ngăn, bằng không vụ việc chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở những cú đấm không trúng đích như vậy. Vì hành vi phản cảm này mà sau đó cả Bedford và Doyle đã phải nhận án phạt thích đáng là hai tấm thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài chính. Trong tình huống này, hậu vệ cánh phải Griffin mắc lỗi khiến Stoke nhận bàn thua gỡ hòa của West Ham ở Premier League 2008. Khi chuẩn bị giao bóng bắt đầu trận đấu trở lại, tiền đạo Fuller đã thể hiện sự không hài lòng rất rõ ràng bằng cách chạy sang bên kia sân để tát đội trưởng của mình. Fuller lập tức ăn thẻ đỏ, đuổi khỏi sân và bị treo giò 3 trận, cùng với đó là án phạt nội bộ 20.000 bảng. Giải thích sau này, Fuller khẳng định Griffin đã khiến anh nóng máu bởi cách hành xử thô lỗ và thiếu tôn trọng. Hồi năm 2013, trong một buổi tập của câu lạc bộ Werder Bremen, một tình huống va chạm không đáng có đã xảy ra giữa tiền đạo Arnautovic và hậu vệ Socrates. Số là trong một tình huống tranh bóng, tiền đạo người Áo Arnautovic bỗng dưng ngã vật ra sân trong đau đớn. Anh chàng này cho rằng người đồng đội Socrates đã chơi xấu mình bằng một chiếc cùi chỏ. Còn về phía Socrates nghĩ mình vô tội, anh lập tức chạy lại đỡ người đồng đội dậy. Tuy nhiên, đáp lại thái độ nhiệt tình của anh là sự tức giận của cầu thủ người Áo. Không biết sau đó Arnautovic đã nói gì mà cầu thủ người Hy Lạp không thể giữ được bình tĩnh nữa. Anh tặng ngay cho đồng đội của mình một quả phật thủ mặc dù đồng đội đã vào can ngăn. Năm 2017, khi Zidane còn khoác áo Bayern, anh đụng độ với người đồng đội cấp câu lạc bộ của mình là Joshua Kimmich tại trận chung kết Conference Cup giữa Chile và Đức. Trong tình huống cuối trận, Arturo Vidal và Kimmich đã không giữ được bình tĩnh và suýt lao vào tẩn nhau. Xuất phát từ một pha bóng mà cầu thủ trẻ của tuyển Đức lao xuống tranh bóng, nhưng bị Claudio Bravo tì đè khá quái. Kimmich tỏ ra khá bực tức trước thủ quân của tuyển Chile và tỏ thái độ. Vidal có vẻ như ngứa mắt khi thấy đàn em của mình gây hấn với Bravo nên đã lao đến và thẳng tay hất mạnh khiến Kimmich nổi cáu lao vào quyết ăn thua đủ. Hệ quả là hai cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich khi ấy mỗi người phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài chính. My mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spend
Trong khoảng thời gian chơi bóng tại Brazil trong màu áo Corinthians, Mascherano đã có vụ va chạm với người đồng đội Marcelinho Carioca. Trong một buổi tập, Mascherano đã có pha vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết và bị Marcelinho trả đũa. Cầu thủ người Argentina phản ứng bằng cách dùng những từ ngữ thô tục để thóa mạ đồng đội. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted. Vừa rồi là những tình huống các cầu thủ mất kiểm soát tận luôn cả đồng đội của mình. Thực sự là những vụ gà nhà đá nhau như thế vẫn còn rất nhiều trong giới túc cầu, nhưng hy vọng các cầu thủ có thể kiềm chế cảm xúc và hành xử đẹp hơn với cả đồng đội lẫn đối thủ để người hâm mộ được thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của môn thể thao vua. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.